Hôm nay mình có quay lại để thay cho khách một cái phao. Thì tiện thể đây mình quay cái nguồn nước của nhà khách. Đây, đây là cái phao cũ thì người ta có đổ cái chai như này. Thì phèn nó bám như này luôn. Đó. Đây, để ngón tay. Đó, nước đục luôn. Và đây là cái sơ đồ lọc. Ở phía dưới kia là cái bồn nước sau lọc. Và ở đây thì đang sử dụng là hai trụ lọc. Đó, đang sử dụng sơ đồ hai trụ lọc của Empire nhé. Nước giếng bơm lên bồn trên, đi qua hai trụ lọc và đi vào cái bồn chứa nước sạch. Thì đây là cái nguồn nước sau lọc. Đó, mình có tắt nước để cho mọi người nhìn cái nguồn nước sau lọc rất là trong nha. Thì đối với hệ lọc của Empire thì xử lý nước bị nhiễm phèn, nhiễm vôi hoặc là các khu vực nước máy mà clo hoặc là những cái mùi mà nồng nặc các thì xử lý rất là tốt, 80 đến 90%.